Hello cả nhà, hôm nay có bạn hỏi mình cọt mút làm sao để mình làm cái kệ hoa cho nó chắc chắc, cái đi đường nó không có bị rớt đó cả nhà. Để mình hướng dẫn cho cả nhà nha. Nó có nhiều kiểu lắm, nhưng mà cái kiểu này là theo cái kiểu cắm hoa truyền thống hồi xưa giờ đó. Nhưng mà bây giờ á, ai thích kiểu này thì làm theo kiểu này, chứ bây giờ cũng có nhiều kiểu mới lắm. Mình đang làm cái kiểu truyền thống hồi giờ ở đây á, tại vì cái này mình phải nè, nếu mà đi gần thì có thể mình nẹt hai bên đây thôi, còn nếu mình đi xa có thể mình nẹt thêm hai bên đây nữa nha cả nhà, để cho nó chắc. Cây này cây nhỏ nhỏ cũng được, không cần to nha. Phay keo mình xài cái loại keo 50 phân này đi, 30, nói chung là keo lớn nha. Thường bị đứt lắm, nó keo lớn mà nó còn bị đứt. Nó mà chỉ cần trúng cái cạnh cái là nó bị đứt. Đó, hãy dồn về. Cũng bị đứt thế này nha. Ví dụ như mình muốn kéo thì kéo nó qua. Lúc mình kéo lên đó là cái băng keo mình nó nhỏ bản cả nhà, đừng có để nguyên cái bản lượng nó sẽ bị cản nha. Mình kéo nó giãn ra là bắt đầu mình hãy ghi qua nha cả nhà. Phần thường cái gì cũng chắc rồi, nhưng mà muốn cho nó an toàn nữa thì mình để cứ qua thêm một cái bản nha. Mình nhớ là để cho nó nhỏ lại nha, chứ để nó mất cái diện tích trong hoa nha. Còn ở đây mình vẽ cái cây giống gì đây, mình để đây để cục mút lên nó không có bị lúng cục mút nha cả nhà. Nếu mình làm mà đơn giản thì mình để gì mình làm cũng vẫn được, nhưng mà mình làm kỹ đi, mình cho nó an toàn. Mình đi xa nhiều khi nó không có bị nên quấn đây cho nó miếng cho nó hỗ trợ rồi nha, nó không bị lúng cục mút nữa. Còn đây thì cái cục mút mình cũng đóng bốn cái cạnh này đặng để mình để đây cho cả nhà xem nha, cho mình nghĩ cái băng keo nó không có bị lúng nha cả nhà. Để xuyên xuyên cứ đóng mạnh tay vào rồi mình để vô đây. Mình đừng có cho nó vô ngay giữa nha, xích lắm lắm lên trước chút xíu nha, mình cho nó không có cắm bông đó đứt nữa. Phía sau nhiều khi mình để cái băng keo của mình nó bị bá vô một cái cạnh á, là bắt đầu nó sẽ có một cái tì á, là mình nghĩ nó rất là dễ đứt nha. Nhưng lúc mình nghĩ mình phải cẩn thận nha, để nó mái vô cái cạnh nào bén bén là nó có một cái tì á, mình nghĩ nó rất là dễ đứt. Là mình gói như vậy thì nói chung là nó ăn tròn 100% nha, nó không có bị sụp cái này nha. Để mình tắt nguyên tư. Rồi, thôi bây giờ mình cắm lá nha. Ở đây mình chuẩn bị 7 bó lan với một bó hoa lan, hoa ly nhỏ nhỏ nha. Đây mình cắm theo cái kiểu truyền thống nha, cũng vừa vừa thôi nha, nếu mà muốn cao cũng được.
nhưng mà hơi gì cũng được rồi. Ở trên đây mình cắm một cái cây to thẳng, cái kéo mình đem về nhà bữa mình làm cổng á, cái giờ mình không có kéo này lục quá, không biết kéo đâu, kéo này lục quá, cắt nó không đứt nữa. Ở đây nếu mà mình lá nhiều thì mình cắm càng nhiều càng tốt nha, nhưng mà cắm cho nó hơi ngã ra đằng sau một xíu đây nè nha. Cái này nó hơi lục. YouTube của mình nó để sắp tới đây mình sẽ đăng bài thường xuyên lên YouTube nha. Các nhà có thể yêu thích thì Hòa Trang của mình để đăng ký thì mình nha. Xem rồi trao đổi ý kiến thôi chứ mình cũng không có làm gì trên đó nha. Rồi anh em về tâm sự giao lưu. Mình cắm hai cái lá hai bên. Nên mình cắm theo cái hình tam giác. Rồi giờ mình đi thẳng xuống như đây. Nhớ là mình phải mình đo thì nó sẽ chắc hơn. Còn mà mình không đo mình cắm đại cũng không sao nha. Bên trang web của mình là nghệ nhân Trần Văn Mạnh chấm cơm nha cả nhà. Mình đi cái lá này, cái dầm bông này là 1 triệu á. Giờ này người ta cũng ít làm theo cái kiểu truyền thống này lắm, người ta làm những cái lá cao nhỏ rồi. Thậm chí người ta không có làm lá luôn á. Thì nói chung thì mỗi cái địa phương nó mỗi khác nhau á. Thì ở đây thì người ta còn xài gì thì mình cứ làm như vậy đi, nó to to. Khi nào toàn bộ đổi hết thì mình đổi nha. Đổi theo phong trào. Lá này nó bị sâu. Cái này nó hơi lục thế nhỉ. Nhìn nó vậy thôi chứ nó lục lắm. Cục mút mình để từng dứ thì mình để cho nó hơi lớn lớn lên trước xíu nha. Thằng người cắm bông nó không có bị hỏng vô cho nên là nhiều khi thấy nhiều người để nửa cục á rồi bắt đầu cắm bông nó sẽ vô tâm. Mà điểm thứ nhất, điểm thứ hai không có quấn bằng keo ở dưới cái đế á, mình đi giao xa nó sẽ bị cứng cục mút nha, rồi nó sẽ bị sập nha cả nhà, nên là mình chịu khó mình làm cho nó chắc chút chứ đi giao ở đâu cũng an toàn nha. Cái này mình chỉ có 25 cọng lá thôi nên là nó thiếu quá, thì mình lấy cái mà dư dư này nè mình tấp vô đó. Rồi giờ tạm thời là cái pha này xong rồi, cái bó lá này
ra nó cũng không được ngon nha anh này. Mình bỏ đi. Cái kéo là phải cắt thẳng tay chứ không nó sẽ bị không có đứt luôn.
hết má nè. Rồi, giờ bắt đầu mình đi lan. Lan mình có 7 bó nha. Để mình là lấy miếng băng keo. Quấn cho nó cao cao lên tí nha. Để mình xem. Thank you.
pháp á, với lại người ta cấm khiếu cái người ta đi, người ta đem đi cái mình làm đại làm đồ á, còn nếu mình đã để lâu á mình nên cắt gốc đàng hoàng như thế này, mình cho nó hút nước nè, rồi nó cứng cây lan của mình nha, để mà mình không làm được gì cái mình đi với nó xoay qua xoay lại nó chuyện xấu nữa. Nếu mà cắm mình không cần thiết phải phải từ trên từ dưới thôi nha cả nhà, mình cảm thấy cái cây nào mà nó cứng cáp nó đúng cái vị trí với mình cắm thôi, chứ nhiều khi cây lan là nó đâu có theo ý mình được, có một bịch 10 cây nó chỉ có chừng mấy cây cứng thôi, nhiều khi như cả bịch nó có nhiều cây nó mềm mềm thôi mà mình cắm theo cái phần nào ra phần đó nó sẽ bị nhiều khi mình cần cái cây cứng nó không được, nó không có cứng đâu.
chung đó là về khoa thì mình sẽ học mỗi cái một ít nha bạn, nhiều khi nó sẽ hỗ trợ xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà mình sức khỏe nha. Rồi để mình xịt nước lên đây nha. À, để mình quay gần cả nhà xem. À, thì nói chung quay gần cũng như vậy thôi nha. Đó. À, thôi giờ mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà sức khỏe nha.